Đi uống trà sữa kêu size to nhất mà sao cầm lên nó lại nặng không khác gì size nhỏ lúc trước mình mua, khi bóc ra thì mới nhận ra là tiệm này chơi gian. Ly trà sữa nhỏ đã được chồng lên một cái y to để bán giá cao hơn gần một nửa. Bạn này nói rằng chủ tiệm quán này cũng hay cãi nhau với khách và dữ lắm nên cũng không biết làm gì để phản ánh.